Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Mùa hè rớt, thơ của Olga Bacon, nhà thơ Nga, người dịch bằng Việt. Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ, cái nóng êm ru màu trời không chói. Mùa hè rớt cho những người yếu đuối, cứ ngỡ ngàng như mới bắt đầu xuân. Trên má mơ hồ tơ nhện bay răng, khe khẽ như không, nhẹ nhàng phơ phất. Lanh lành bầy chim bay đi muộn nhất, hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu. Những trận mưa rào đã tắt từ lâu, tất cả thấm trong cánh đồng lặng sẫm. Hạnh phúc hiếm hơn khóe nhìn say đắm, ghen tuông dù chua chát cũng thương. Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương, ta tiếp nhận vì ngươi sâu sắc quá. Nhưng ta nhớ, trời ơi ta vẫn nhớ, tình yêu đâu dừng lặng bóng sao im. Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm. Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt, nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết, yêu thương ngập ngụa, tha thứ chia tay.